Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Trong tuần vừa rồi thì có lẽ tin tức mà nhiều anh em trader chú ý đến nhất đó là tin họp FOMC vào rạng sáng ngày thứ năm. Kết quả của cuộc họp đó là Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên thì Fed chưa có đưa ra được cái kế hoạch rõ ràng về chính sách tiền tệ cũng như là gói kích thích kinh tế trong tương lai. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy giá phản ứng không có quá dữ dội với tin tức này. Lướt qua các cặp tiền tệ thì các anh em có thể thấy rằng đa phần thì hành động giá không có cái sự thay đổi nhiều. Mọi thứ thì vẫn đang nằm trong cái kế hoạch mà chúng ta đã phân tích từ tuần trước. Rồi bây giờ thì trong clip phân tích cuối tuần này, Thúy và các bạn sẽ cập nhật lại hành động giá và chúng ta sẽ lên chiến lược giao dịch cho tuần tiếp theo ha. Rồi chúng ta bắt đầu. Do you want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with DexTV. Như thường lệ thì Thúy sẽ bắt đầu với vàng. Anh em để ý đó là sau cái tin tức FOMC thì vàng có giảm nhưng mà cái đà giảm này không thực sự quá mạnh. Giá vẫn đang chững lại ở giữa cái kháng cự 1830 và 1680, tức là vàng chưa thực sự tìm đến cái ngưỡng hỗ trợ kháng cự nào cả. Giá hiện tại vẫn đang lơ lửng ở cái vùng giá hiện tại này thì chắc chắn chúng ta không có mua bán gì được rồi ha. Đó. Vậy cho nên là chúng ta bắt buộc phải chờ giá vàng, một là tìm về vùng 1680 và tạo được cái nến tín hiệu để mà chúng ta vào lệnh mua. Còn không thì chúng ta sẽ đợi giá vàng quay trở về vùng 1830, sau đó thì chúng ta canh bán. Ở đây anh em lưu ý cho Thúy một chút về cái động lượng của vàng. Ở đây á, chúng ta thấy rằng là vàng có hai đợt giảm, đúng không nào? Đợt giảm giá lần thứ nhất và đợt giảm giá lần thứ hai. Hai đợt giảm này cũng được tính là khá mạnh thôi ha. Nhưng mà đến đợt giảm sau cái cuộc họp này, sau cái tin tức mạnh như thế này mà vàng vẫn không có giảm mạnh được, cho thấy là cái động lượng giảm của vàng đã yếu dần đi rồi. Cho nên nếu như mà vàng có thể tìm đến được cái vùng 1680 này với động lượng yếu đi và tạo được cái tín hiệu để mà chúng ta canh mua thì không có lý do gì mà chúng ta không mua hết ha. Đó, nhưng mà vàng mà muốn tìm đến vùng 1680 thì cũng là một vấn đề khó nói, bởi vì cái động lượng của nó bây giờ đã yếu rồi. Đó, cho nên là từ cái vùng giá này, cái khả năng vàng có thể tìm đến vùng 1680 cũng có thể có, hoặc là nó có thể bật ngược lên vùng 1830 cũng có khả năng. Đó, cho nên là anh em có thể canh một trong hai vùng ha, 1830 và 1680. Nếu như mà vàng tìm về đến vùng nào và có tín hiệu thì chúng ta sẽ giao dịch ở vùng đó nhé. Đó, nói chung qua tuần anh em theo dõi hai vùng thôi, 1830 và 1680 cho Thúy ha. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua phân tích Euro USD. Thì Euro USD thì tuần vừa rồi đã tìm về được vùng 1.17 rồi ha, và đã phản ứng với vùng này. Chúng ta thấy rõ ràng là giá chưa có thực sự phá vỡ qua được vùng 1.17. Ở đây thì chúng ta có một cái nến tín hiệu, đó là nến đuôi chuột túi. Nến đuôi chuột túi này lại không có hợp lệ. Anh em để ý ha, cái độ lớn của nến đuôi chuột túi này như thế nào? Nhỏ hơn rất là nhiều so với những nến trước đó. Nếu mà chúng ta giao dịch về nến này thì cái khả năng chúng ta dễ bị dừng lỗ rất là cao, bởi vì nó ngắn mà. Giá chỉ cần giảm xuống một tí xíu và phản ứng với lại cái ngưỡng hỗ trợ sâu hơn tí xíu thôi là chúng ta đã bị dừng lỗ rồi. Đó, như trong trường hợp này anh em nào mà giao dịch về nến này chúng ta bị dừng lỗ rồi ha. Đó, sau đó thì có một cái nến bật ngược lên và đóng cửa phía trên vùng 1.17. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là đây là một fail break, đúng không nào? Đó. Thì lúc này ở cái vùng giá này chúng ta cũng chưa có thực sự giao dịch được, bởi vì chưa có tín hiệu. Nhưng mà ở đây lưu ý cho Thúy một điều này, mặc dù euro đã phản ứng với vùng 1.17 này, nhưng mà với một loạt nến như thế này mà nó vẫn chưa có tín hiệu để mua thì có khả năng trong tuần sau chưa chắc euro USD đã bật lên mà có khả năng nó sẽ tìm về đến vùng 1.16. Đó, cho nên là theo Thúy thì anh em nên canh mua ở cái vùng này sẽ đẹp hơn. Tại vì qua tuần cho dù mà nến nó có tạo được cái nến tín hiệu ở vùng này thì cái khoảng trống bên trái thì nó cũng gần như là bị lấp rồi, đúng không nào? Đó, cho nên là anh em có thể canh mua ở một trong hai vùng đó, là thứ nhất đó là vùng 1.1650 hoặc thậm chí là vùng 1.16. Hai vùng này đều là những vùng để mà chúng ta canh mua được ha, nếu như mà euro có thể tìm đến và tạo được nến tín hiệu để mà anh em canh mua nhé. Rồi, qua tuần thì euro thì chúng ta theo dõi một trong hai vùng, 1.1650, đó là vùng tiếp theo, đó là vùng 1.16 nhé. Rồi, ok, chúng ta chuyển qua phân tích bảng Anh và đô la Mỹ. Thì bảng Anh tuần vừa rồi cũng đã phản ứng
rất là chuẩn với vùng 1.3650. Tuy nhiên thì không có nến tín hiệu để anh em chúng ta giao dịch. Nến này không phải là nến bóng lớn nha, tại vì cái đuôi nến này nó nằm trong vùng giá cây nến trước. Đuôi nến này mà dài thêm tí xíu nữa thì chúng ta có thể giao dịch với cây nến này rồi ha. Đó, nhưng mà rất tiếc đây không phải là nền bóng lớn, cho nên là đối với bảng Anh thì hiện tại ở cái vùng giá này chúng ta cũng không có giao dịch được. Nếu mà có thể thì anh em đợi giá hồi về cái vùng này ha, hồi về cái ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 1.350 á, đó, và chúng ta canh mua ở vùng này thì được. Còn đối với vùng giá hiện tại này thì mua cũng khó, còn bán thì chắc chắn là không thể rồi ha. Đó, còn nếu như mà trong qua tuần mà bảng Anh có thể phá vỡ luôn cái ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 1.350 này thì lúc đó anh em sẽ canh bán nha, bởi vì lúc đó cái ngưỡng kháng cự trên khung thời gian D1 như ngưỡng 1.4 này hoặc là vùng 1.39 này thì đây là những cái vùng mà kháng cự mạnh nó đã được củng cố rồi, lúc này thì thị trường cũng đã có trên lai giảm, lúc đó chúng ta canh bán nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều ha. Đó, với điều kiện là giá phải giảm và phá vỡ được cái ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 1.350 này, đó thì lúc đó chúng ta canh bán mới thực sự là an toàn nhé mọi người. Còn đối với bảng Anh hiện tại thì tôi tốt nhất anh em nên đứng ngoài và đợi thêm hành động giá nhé. Rồi ok, chúng ta chuyển qua phân tích đô la Úc và đô la Mỹ ha. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là đô la Úc và đô la Mỹ chưa có cái sự thay đổi nhiều trong hành động giá. Hiện tại thì cái cặp tiền này vẫn đang nằm trong xu hướng giảm trên khung thời gian D1 nhé. Cái ngưỡng kháng cự hiện tại mà chúng ta có thể canh bán cái cặp tiền này đó là 0.7450 và có một cái vùng giằng co nhỏ đây này. Đó, đây là vùng mà anh em cũng có thể canh bán nếu giá tìm về, bởi vì hiện tại cái động lượng bán đang khá là mạnh mà, cho nên nhiều khi giá nó sẽ không hồi về được đến cái ngưỡng kháng cự quan trọng như 0.7450 hoặc là thậm chí đó là 0.77 ha, hoặc là 0.7650. Đó, những cái vùng này giá có khả năng tìm về nó sẽ khó hơn, và cái vùng kháng cự hiện tại gần nhất đó là cái vùng giằng co quanh vùng 0.7350 á. Đó, anh em nếu như mà giá tìm về được đến vùng này và tạo được cái cơ hội để mà chúng ta giao dịch như là các nến như đuôi chuột túi bóng lớn thì anh em có thể canh bán nha. Đó, còn trong trường hợp mà giá trực tiếp phá vỡ qua thì bây giờ chúng ta chỉ cần đợi giá tìm về vùng 0.7450 rồi chúng ta giao dịch thôi ha. Đó, chúng ta canh bán ở vùng này. Nói chung là đối với đô la Úc thì qua tuần anh em theo dõi cho Thúy hai vùng, vùng 0.7350 và vùng 0.7450. Nếu như mà giá có thể tìm về đến được một trong hai vùng này và tạo được cái cơ hội giao dịch thì anh em có thể vào lệnh nhé. Đó, nói chung đô la Úc thì chúng ta vẫn canh bán là chủ yếu ha. Ok, chúng ta chuyển qua phân tích cặp New Zealand và đô la Mỹ. Thì cặp tiền này cũng giống như đô la Úc, hiện tại vẫn đang nằm trong xu hướng giảm, động lượng giảm khá là mạnh ha. Anh em chỉ cần lưu ý đến những cái đợt sóng giảm và những đợt sóng tăng, chúng ta thấy rằng là những đợt sóng giảm khá là mạnh. Đó, thì cái ngưỡng kháng cự gần nhất để mà chúng ta giao dịch cái cặp tiền này đó là vùng 0.71 và cao hơn đó là vùng 0.71750 và ngưỡng kháng cự quanh vùng 0.73. đó, đây là những vùng mà chúng ta có thể giao dịch trước mắt thôi, nhưng mà hiện tại thì để mà giá đến cái vùng 0.73 này thì sẽ tốn thời gian rất là nhiều, trong khi cái ngưỡng kháng cự mà gần nhất mà nó có thể tìm đến đó là vùng 0.71, và trên thực tế thì nó cũng đã phản ứng rồi nè, mọi người thấy không, đã phản ứng rồi, giá đã đẩy ngược trở lại xuống nhưng mà chưa có tín hiệu nào cả, cho nên qua tuần thì anh em sẽ đợi giá pullback về ha, pullback về phản ứng quanh vùng 0.71 hoặc là vùng 0.7150 đó và tạo được cái tín hiệu bán thì lúc đó anh em có thể vào lệnh nha. Đây là ngưỡng kháng cự có thể nói là khá mạnh trên khung thời gian D1, bởi vì là nó hợp lưu giữa trendline vùng giằng co và cái đỉnh trong xu hướng giảm đó, cho nên là mọi người có thể canh bán ở vùng này ok ha. Rồi đó, New Zealand thì qua tuần anh em vẫn canh bán tiếp nhé, canh bán quanh vùng này. Rồi chúng ta chuyển qua phân tích cặp USD và Yên Nhật. USD và Yên Nhật thì sau một cái thời gian mà đi ngang khá là dài, nó đi ngang từ kể từ đầu tháng 7 cho tới tận hiện tại luôn á, đó cho thấy là thị trường vẫn chưa có phá qua được cái vùng giá đi ngang này. Đó, tuy nhiên thì vào tuần vừa rồi thì anh em thấy rằng là có ba nến tăng rất là mạnh đúng không nào, nến tăng rất là mạnh và phản ứng với cái vùng kháng cự ở cái vùng giá đi ngang này, đó là quanh vùng 110 á, 110.50. đó, chúng ta thấy rằng là ba cái nến này cho thấy là động lượng tăng rất là mạnh.
ba cái nến này gần như là tương đương nhau, và các anh em thấy rằng là đuôi nến càng ngày càng nhỏ dần đúng không nào, cho thấy lực mua càng ngày càng mạnh. Cho nên là qua tuần có khả năng cái cặp tiền này nó sẽ phá vỡ qua vùng 110.50 này, và cái vùng mà nó tìm đến tiếp theo, kháng cự mà nó tìm đến tiếp theo là vùng quanh vùng 110.50, thậm chí là vùng 112 luôn đó. Thì nếu như mà USD và yên Nhật có thể tìm đến được cái vùng 110.50 hoặc là vùng 112 này thì lúc đó anh em có thể canh bán nha. Đây là ngưỡng kháng cự quan trọng trên khung thời gian D1 này, mọi người thấy không? Đó. Cho nên nếu như mà giá tìm được đến cái vùng này mà nó tạo được cái tín hiệu thì chúng ta có thể canh bán, với điều kiện là động lượng khi tìm đến cái ngưỡng kháng cự này là nó phải yếu dần nha. Chứ nếu như mà động lượng của nó càng ngày càng mạnh thì cái khả năng nó phá vỡ cái ngưỡng kháng cự này cũng rất là cao. Còn trong trường hợp mà giá USD và Yên Nhật phá vỡ khỏi cái ngưỡng kháng cự này thì chắc chắn cái chiến lược của chúng ta, chiến lược chính sẽ vẫn là canh mua ha. Tại vì lúc đó các cái ngưỡng hỗ trợ mà đã được hình thành trước đó đã được củng cố thêm, như là ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 108.50 này đó, như đây ngưỡng hỗ trợ mạnh, và cái vùng 111.50 lúc này cũng trở thành cái ngưỡng hỗ trợ để mà chúng ta có thể canh mua ha. Đó, với điều kiện là giá phá vỡ khỏi cái vùng 112 này nhé. Còn nếu như không á thì chúng ta vẫn có thể canh bán quanh cái ngưỡng kháng cự này ha. Rồi nói chung là qua tuần thì anh em theo dõi hành động giá quanh vùng 111.50 và vùng 112 nhé. Nếu có tín hiệu thì anh em canh bán, còn không thì chúng ta đứng ngoài chờ thêm hành động giá. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích cặp USD và franc Thụy Sĩ. Trên khung thời gian D1 thì cặp tiền này đã hình thành xu hướng tăng rồi này. Xu hướng tăng, động lượng tăng thì cũng khá là mạnh ha. Giá đã bắt đầu có cái cú hồi rồi. Thì qua tuần thì cái cặp tiền này anh em canh mua cho Thúy ở cái vùng này, quanh vùng 0.91. Đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh trên khung thời gian D1 đối với cái xu hướng tăng hiện tại này thôi nhé. Nếu mà chúng ta thấy này, cái động lượng tăng của USD và franc Thụy Sĩ nó đã phá vỡ trendline, nhưng mà sao? Cái động lượng phá vỡ không mạnh, giá chỉ là phản ứng với trendline và sau đó bị đẩy ngược trở lại, cho thấy là giá phản ứng khá là chuẩn với cái trendline giảm này đúng không này? Các anh em thấy cái trendline này lâu chưa? Rất là lâu rồi đúng không nào? Đó, nhưng mà giá vẫn phản ứng rất là chuẩn với cái trendline này. Điều đó cho thấy rằng là nếu như mà anh em vẽ trendline đúng thì chúng ta vẫn tìm được những cái điểm phản ứng giá rất là chuẩn ha. Đó. Rồi ở đây thì chúng ta khó có thể canh bán ở vùng này, bởi vì lúc này có một cái trendline tăng tồn tại mà động lượng của trendline tăng này khá là mạnh. Nếu mà giao dịch thì chúng ta nên giao dịch ngắn hạn với cái xu hướng tăng này thì sẽ ok hơn ha. Còn nếu như anh em nào không tự tin thì chúng ta có thể đứng ngoài cặp tiền này, chúng ta đợi giá phá vỡ khỏi cái ngưỡng này này, 0.95 này này, rồi chúng ta canh mua cũng được. Đó, nhưng mà đợi thì sẽ hơi lâu, nên anh em có thể chọn cái phương thức là giao dịch ngắn hạn theo xu hướng mới hình thành này. Thì anh em thấy này, xu hướng tăng mới hình thành có động lượng tăng khá là mạnh, động lượng giảm thì rất là yếu nha. Đó, cho nên chúng ta có thể canh mua quanh vùng 0.91, và cái vùng mà chúng ta có thể chốt lời ngắn hạn ở đây đó là vùng ngay vùng đỉnh trước đó thôi. Đó là cái vùng trendline này luôn này, đúng không nào? Đó, đây là cái ngưỡng mà chúng ta có thể thoát những cái lệnh mua đối với cái xu hướng tăng ngắn hạn này. Đó, sau đó thì chúng ta đợi tiếp hành động giá rồi chúng ta giao dịch tiếp. Đó, thì từ cái vùng 0.91 lên đây thì chúng ta cũng được 200 pip. Đó, cái lợi nhuận như vậy thì cũng khá ok ha. Rồi, qua tuần thì đối với USD và franc Thụy Sĩ anh em đợi giá hồi về vùng 0.91. Sau đó nếu mà nó tạo được cái tín hiệu để chúng ta canh mua thì anh em có thể vào lệnh nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp USD và Canada. Thì tuần vừa rồi chúng ta thấy là cái cặp tiền này đã phản ứng khá là chuẩn với vùng 1.29 đúng không nào? Ngưỡng kháng cự quanh vùng 1.29, đây là ngưỡng kháng cự mà giá đã phản ứng khá là nhiều lần trước đó. Hiện tại thì giá vẫn đang tôn trọng cái ngưỡng kháng cự này. Qua tuần thì chúng ta thấy là giá phản ứng nhưng mà nó không có tạo được tín hiệu nào đúng không nào? Qua tuần thì chúng ta sẽ theo dõi cái hành động giá quanh cái ngưỡng 1.29 này. Nếu mà giá có thể pull back lại về cái vùng này và tạo được tín hiệu để mà chúng ta canh bán thì anh em có thể bán ra nhé. Đó, nhưng mà trong trường hợp giá tiến đến cái vùng này mà nó phá vỡ qua luôn thì lúc này chắc chắn không canh bán được nha, mà chúng ta phải canh mua, bởi vì lúc này các cái ngưỡng hỗ trợ như là vùng 1.24 này, rồi vùng 1.25, đây là những cái ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh trong xu hướng tăng. Đây để cho anh em xem cái xu hướng tăng này. Đó. Đây ha. Xu hướng tăng trên USD Canada, nếu mà nó phá vỡ được cái đỉnh quanh vùng 1.29 thì lúc này anh em thấy là chúng ta sẽ có trendline tăng điều chỉnh đây. Đó, và lúc đó thì chúng ta sẽ canh mua theo cái xu hướng tăng này. Thì cái vùng mua
Và chúng ta có thể canh mua nếu như mà giá phá vỡ khỏi cái ngưỡng này nha, thì cái vùng canh mua của chúng ta sẽ là quanh vùng 1.25 hoặc là vùng 1.26 nha, cũng có thể canh mua được đó. Còn trong trường hợp nếu như giá tìm đến vùng 1.29 này, nó có động lực yếu và bắt đầu phản ứng và tạo được tín hiệu để mà chúng ta canh bán, thì anh em có thể bán quanh vùng này nha. Nói chung là qua tuần anh em cứ theo dõi hành động giá quanh vùng 1.29, vùng 1.2950 này. Nếu như mà giá tạo được tín hiệu bán thì chúng ta bán, còn không thì chúng ta đứng ngoài chờ thêm hành động giá ha. Rồi, chúng ta chuyển qua phân tích các chỉ số chứng khoán Mỹ. Đầu tiên là US 500. Thì anh em thấy rằng là giá đã phản ứng khá là chuẩn với cái ngưỡng hỗ trợ mà Thùy đánh dấu vào tuần trước đúng không nào? Và ở đây chúng ta có nến bóng lớn này ha. Nến bóng lớn. Về thực tế thì nến bóng lớn này không được đẹp lắm đâu nè. Tại vì là nếu như mà xét thì nó không có khoảng trống ở bên trái. Nếu như mà chúng ta giao dịch với cái nến này thì cũng được. Tức là cái chất lượng của nó không được đẹp như cái tín hiệu lý tưởng mà chúng ta cần thôi, nhưng mà vẫn có thể giao dịch được ha. Đó. Thì nếu mà anh em mua với lại cái nến này, chúng ta đặt buy stop phía trên cái nến này 1 pip, chúng ta đặt chốt lỗ bên dưới cái nến này, thậm chí là bên dưới cái đuôi nến này luôn á, thì chúng ta đặt chốt lời ở phía trên này thì chúng ta cũng đã được tỷ lệ 1.5 rồi ha. Đó, nói chung là cũng tạm ổn với cái chiến lược này. Thì hiện tại đây là cái vùng mà có thể canh mua US 500 khá là ổn rồi, đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh mà. Đó. Còn trong trường hợp nếu như qua tuần mà giá quay đầu giảm thì cái vùng mà tiếp theo mà chúng ta có thể canh mua là vùng 4250. Đó, đây cũng là một vùng hỗ trợ mạnh trên khung thời gian B1. Nếu như mà giá phá vỡ khỏi vùng 4350, thậm chí là vùng 4250 luôn, thì lúc này chúng ta không có canh mua cặp tiền này nữa ha. Không, sorry mọi người, không có canh mua cái chỉ số US 500 này được nữa. Lý do vì sao? Bởi vì hai ngưỡng hỗ trợ mạnh đã bị phá vỡ, thậm chí là trendline tăng của chúng ta cũng đã bị phá vỡ rồi. Thì có khả năng nếu mà nó phá vỡ khỏi hai ngưỡng hỗ trợ này thì cấu trúc giảm giá sẽ được xuất hiện. Đó, lúc đó thì chúng ta không canh mua nữa mà có thể chúng ta sẽ phải chuyển qua canh bán. Nói chung thì hiện tại thì vẫn đang có thể canh mua được, cho nên là anh em vẫn có thể mua với tín hiệu bóng lớn này ha. Bóng lớn, hoặc là có thể nếu như mà qua tuần mà giá có thể pullback về mà tạo được tín hiệu nữa thì anh em có thể canh mua lại. Đó. Nói chung là hai cái vùng mà chúng ta có thể canh mua US 500 đó là 4350, 4250. Khi nào hai vùng này bị phá thì chúng ta không có mua nữa. Rồi. Chúng ta chuyển qua phân tích US 30. US 30 cũng vậy. US 30 phản ứng khá là chuẩn với vùng 33350 mà chúng ta đã đánh dấu từ tuần trước ha. Cũng có nến bóng lớn xuất hiện tại vùng này, anh em có thể canh mua nha. Lúc này thì nếu mà chúng ta canh mua với tín hiệu này thì cái tỷ lệ thì nó cũng đã đỡ hơn khá là nhiều rồi. Ở đây thì chúng ta có thể chốt lời với tỷ lệ gần 1.2 nhé. Gần 1.2 khá là ok nha. Đó, anh em nào mà chưa mua được thì chúng ta nên đợi ha. Nên đợi qua tuần nếu mà giá có pullback về thì chúng ta có thể canh mua lại. Còn không á, thì anh em phải đợi xuống đến vùng 33. Vùng 3300 á, chúng ta canh mua nó đẹp hơn. Đó. Nếu mà cả hai vùng 3350 và 33 đều bị phá vỡ thì lúc đó US 30 sẽ chuyển qua cấu trúc giảm giá rồi. Lúc đó thì chúng ta không có mua được nữa đâu, mà chúng ta sẽ phải canh bán đó. Đó. Nói chung là qua tuần thì anh em theo dõi tiếp cái vùng 3350 và 33 này. Nếu như mà có thể canh mua được á, thì anh em đợi giá pullback về rồi canh mua nhé. Còn không thì chúng ta đứng ngoài nha. Rồi, chúng ta chuyển qua phân tích dầu ha. Ở đây thì anh em thấy rằng là dầu đang dần tiến đến cái ngưỡng kháng cự quanh vùng 75 đến vùng 77. Đó. Tuy nhiên thì động lượng của dầu chúng ta lưu ý một tí xíu này. Động lượng dầu thì như thế nào? Đang khá là mạnh đúng không nào? Động lượng này càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái thân nến này nó đang càng ngày càng nhỏ dần. Đây là một dấu hiệu tốt nha. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy rằng là gì? Mặc dù động lượng của dầu có mạnh lên, nhưng mà sao? Nhưng mà nó chưa thực sự có cái sự bứt phá ở đây. Rất có khả năng nếu như mà dầu tiến đến cái vùng 75 hoặc vùng 77 này, nếu mà động lượng của dầu thực sự có cái sự yếu đi á, thì lúc đó là cái cơ hội tốt để mà anh em có thể canh bán nha. Thì lúc này anh em để ý cho Thúy này, nếu như mà dầu có thể tiến đến vùng 75 hoặc là vùng 77 mà tạo được cái tín hiệu bán cho anh em thì có thể anh em có thể canh bán với vùng này nhá. Đó, nói chung là hiện tại qua tuần thì dầu anh em theo dõi cho Thúy quanh cái ngưỡng kháng cự 75 và 77. Nếu có tín hiệu thì chúng ta canh bán nhé. Còn không thì chúng ta đứng ngoài giúp Thúy ha. Rồi, tiếp theo chúng ta phân tích Euro Franc Thụy Sĩ.
Euro và Pháp Thụy Sĩ thì vẫn đang nằm trong xu hướng giảm này, mọi người thấy không? Động lượng giảm thì có thể nói là vẫn đang khá là mạnh thôi, chứ không phải thực sự là quá mạnh. Tại vì chúng ta thấy cái đợt pullback này khá là sâu đúng không nào? Đó, đây là cái cú hồi sâu, cái cú hồi sâu đầu tiên kể từ khi mà xu hướng giảm hình thành. Đây là cái tín, một trong những cái tín hiệu đảo chiều tiềm năng đó. Đó, cho nên nếu như mà giá mà đã có thể hồi sâu đến như thế này thì những cái đợt hồi tiếp theo mà nó có thể hồi sâu hơn thì có khả năng thị trường đảo chiều rất là cao. Tuy nhiên thì hiện tại cú hồi này tuy sâu nhưng mà nó vẫn chưa có phá vỡ được những cái ngưỡng kháng cự quan trọng trong xu hướng giảm, đó là ngưỡng kháng cự quanh vùng 1.09 và vùng 1.1 đúng không nào. Đó, cho nên là hiện tại thì cặp tiền này chúng ta vẫn canh bán. Hơn nữa là giá phản ứng cũng khá là chuẩn với cái trendline này, giá phá vỡ mà sau đó quay trở lại đóng cửa ngược lại bên dưới trendline đúng không nào. Đó, cho nên là hiện tại thì chúng ta vẫn có thể canh bán nha. Ở đây anh em để ý một chút về hành động giá này. Chúng ta thấy á, là cây nến này tăng mạnh đúng không nào? Cây nến này là cây nến kết thúc của cuối tuần trước á. Đó, cây nến này là cây nến tăng mạnh. Thì nếu như cây nến tiếp theo của cây nến này mà là một cây nến tăng nữa thì lúc đó cái động lượng tăng của cặp tiền này như thế nào sẽ rất là mạnh. Lúc đó chúng ta canh bán sẽ khá là rủi ro. Đó, cho nên là lúc này chúng ta thấy một cây nến giảm mạnh như thế này là cây nến cho thấy áp lực bán đã quay lại thị trường rồi. Đó, cho nên đây là cái cơ hội mà anh em có thể canh bán ha. Đó, chúng ta có thể canh bán với cái nến giảm này, chúng ta sell stop bên dưới cái nến này và đặt chốt lỗ phía trên này là được ha. Đây, cái điểm mà chúng ta có thể đặt chốt lời cho cái lệnh bán này đó là quanh vùng giằng co đây này mọi người, vùng 1.07 ha. Để xem cái tỷ lệ RR trong cái chiến lược này khá là tốt ha mọi người, nó hơn 1-2. Đó thì anh em có thể canh bán với nến giảm này. Nếu như mà anh em nào mà chưa có canh bán thì chúng ta có thể đợi giá qua tuần, nếu mà có giá pullback về thì chúng ta có thể bán lại. Nhưng nếu như mà qua tuần mà giá giảm luôn thì thôi, anh em bỏ qua nhé. Anh em bỏ qua tín hiệu này luôn. Rồi, đó, nói chung là Euro CHF thì chúng ta vẫn canh bán là chủ đạo. Nói chung là các cái vùng này là vùng canh bán. Nếu như mà giá có thể tìm về đến một trong hai vùng này thì anh em vẫn có thể chúng ta canh bán trở lại nhé. Rồi, cặp tiếp theo đó là cặp Canada và Yên Nhật. Anh em để ý ha, cặp tiền này thì vẫn đang nằm trong xu hướng giảm đúng không nào? Động lượng giảm thì vẫn đang khá là tốt. Nhưng mà có một cái vấn đề đó là cái trendline tăng dài hạn này. Đó, giá đang gần như là tiến về cái trendline tăng dài hạn này. Đó, đồng thời thì cái trendline tăng ngắn, trendline giảm ngắn hạn này vẫn đang được giá tôn trọng ha. Hiện tại thì nó vẫn đang tôn trọng. Anh em lưu ý một chút cho Thúy về hành động giá này. Đối với cái cặp tiền này á, thì với cái điều kiện thị trường mà giá bị kẹp giữa một xu hướng tăng một xu hướng giảm như thế này thì cái phương án tốt nhất của chúng ta là nên đứng ngoài thị trường. Không việc gì mà phải nhảy vào trong những cái điều kiện thị trường mà bị kẹp như thế này cả. Mặc dù là cái động lượng giảm của xu hướng giảm này nó như thế nào vẫn đang mạnh, nhưng mà không có nghĩa là xu hướng tăng trước đó đã bị phá vỡ, đã bị đảo chiều rồi. Đó, cho nên là để mà an toàn thì chúng ta nên đứng ngoài ha. Hai cái ngưỡng mà hỗ trợ và kháng cự mà giá đang hoạt động đó là vùng quanh vùng 88.50 và vùng 85.50 và vùng 85. Đó, cho nên là nếu mà chúng ta canh mua hoặc bán thì chúng ta cũng chỉ có thể chốt lời ở một trong hai vùng này thôi ha. Nếu mà chúng ta canh bán quanh vùng này thì chúng ta chốt lời ở vùng này, mua ở đây thì chúng ta chốt lời ở vùng này. Nói chung là không thể nào mà chúng ta chốt lời xa hơn được, bởi vì giá rất có khả năng sẽ phản ứng với một trong hai cái ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ này. Đó, cho nên là anh em đối với những cái chiến lược mà chúng ta bị hạn chế về cái tỷ lệ lợi nhuận như vậy thì chúng ta nên đứng ngoài chứ không nên nhảy vào giao dịch ha. Rồi, tiếp theo, cho nên là cặp tiền này thì qua tuần anh em cứ đứng ngoài nha, đợi giá phá vỡ khỏi một trong hai cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ này thì lúc đó chúng ta canh mua hoặc là canh bán thì nó sẽ ok hơn nhé. Rồi, tiếp theo đó là cặp bảng Anh và Yên Nhật. Thì anh em để ý cho Thúy này, cái trendline tăng trong tuần vừa rồi thì giá đã phá vỡ cái trendline tăng trên cái cặp tiền bảng Anh và Yên Nhật ở khung D1 rồi ha. Đó, thì lúc này chúng ta có thể xóa cái trendline này đi rồi. Xu hướng giảm thì vẫn đang duy trì nhá. Còn xu hướng tăng dài hạn, cái trendline ban đầu ấy, trendline gốc của xu hướng tăng này này, đó thì nó vẫn đang còn tồn tại nhá. Thì cũng tương tự như Canada và Yên Nhật thì cặp tiền này như thế nào? Vẫn đang nằm trong vẫn bị kẹp trong một xu hướng tăng một xu hướng giảm. Tuy nhiên á thì cái cặp tiền bảng Anh và Yên Nhật này thì nó có một cái ưu điểm, đó là cái ngưỡng kháng cự này.
Đây này, đây là cái ngưỡng kháng cự mạnh trên khung thời gian D1 ha. Đây là đỉnh quan trọng. Đây là đỉnh quan trọng trong xu hướng giảm hiện tại. Thì ở cái cặp tiền này thì nó có khá là nhiều cái ngưỡng kháng cự mạnh và vẫn đang được duy trì. Đó. Vậy thì qua tuần anh em để ý này, trend line tăng ở đây thì cũng đã bị phá vỡ rồi. Vậy thì qua tuần anh em đợi, nếu như mà Bảng Anh và Yên Nhật có thể phá vỡ được cái ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 148.50 á, thì lúc đó chúng ta có thể canh bán cặp tiền này ha. Tại vì đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh trên khung thời gian D1 mà. Đó, thì nếu mà giá phá vỡ được cái vùng này thì qua tuần chúng ta có thể canh bán Bảng Anh và Yên Nhật ha. Rồi, còn không thì tốt nhất là hiện tại anh em nên đứng ngoài nhé. Đứng ngoài. Rồi, về cơ bản thì chúng ta đã phân tích được những cái cặp tiền mà chúng ta theo dõi trong tuần sau. Anh em nào mà có những cái cặp tiền nào mà cần phải phân tích thì có thể để lại comment ở bên dưới clip cho Thúy. Thúy sẽ lưu ý và phân tích thêm vào tuần sau nhé. Còn clip phân tích cuối tuần của Thúy tới đây là kết thúc rồi. Hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.